Thưa quý vị, đã đến lúc cần nghiêm túc xem xét để những giá trị cốt lõi nhân văn của bảo hiểm nhân thọ không bị ảnh hưởng bởi những đối tượng cố tình vi phạm để trục lợi. Đây là một trong những nội dung mà được các đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến trong thảo luận phiên toàn thể về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 diễn ra vào sáng nay. Về đội ngũ tư vấn viên, đây là khâu mấu chốt dẫn đến nhiều kiện cáo tranh chấp vừa qua. Chính vì tính chất rất phức tạp của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho nên mới cần đến đội ngũ tư vấn viên. Tuy nhiên, không ít tư vấn viên, thay vì tư vấn rõ bản chất của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là phòng ngừa rủi ro, thì lại cố tình tư vấn mập mờ, thậm chí là sai lệch về sản phẩm bảo hiểm để nhanh chóng chốt đơn ký được hợp đồng. Và theo quy định của Bộ Tài chính, thì tỷ lệ hoa hồng tối đa mà tư vấn viên được hưởng lên tới 40% ở năm thứ nhất của hợp đồng. Và hiện nay thì các công ty bảo hiểm đang để dao động ở mức từ 30 đến 40%. Ví dụ như hợp đồng có mức đóng 100 triệu một năm, thì ngay sau khi khách đóng tiền, tư vấn viên sẽ được hưởng khoảng từ 30 đến 40 triệu ở năm đầu. Và để đạt được doanh số và nhận được khoản hoa hồng hậu hĩnh, không ít tư vấn viên đã cố tình tư vấn sai lệch, khiến cho khách hàng lầm tưởng mình đang tham gia một sản phẩm đầu tư sinh lãi cao, vừa được bảo vệ sức khỏe, vừa được đền bù nếu có chuyện không may xảy ra, và khi kết thúc hợp đồng lại còn nhận được toàn bộ số tiền đã đóng cộng với lợi nhuận. Song thực tế đã không lờ lãi như lời tư vấn viên. Tuy nhiên, trước thực trạng đó, đại biểu kiến nghị Bộ Tài chính tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. Kiến nghị Bộ Công an xác minh làm rõ có hay không có dấu hiệu của tội lừa đảo hoặc là tội lừa dối khách hàng. Kiến nghị các công ty bảo hiểm cần rà soát lại toàn bộ các khâu của quá trình bảo hiểm, từ khâu thiết kế hợp đồng đến tư vấn, ký kết hợp đồng và giải quyết khiếu nại của khách hàng. Đại biểu nhấn mạnh, chỉ khi thật sự minh bạch và thành tâm, người dân mới không quay lưng với bảo hiểm nhân thọ. Nắm bắt kịp thời nhiều cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.